Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 137 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngũ Duy Chí Bảo món trí bảo đến từ ngũ duy vũ trụ ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đây đều đồ dồn lên ngũ duy trí bảo viên tiểu đao ngồi trong phòng lại không nhìn nó nàng chỉ nhìn diệp huyền lúc này viên tiểu đao rất muốn biết hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào những người đến đây kể cả nàng thì cũng không dám coi thường đừng thấy hiện giờ mấy người này tỏ vẻ thân thiện mà lầm tưởng một khi phật lòng bọn họ bọn họ sẽ để lộ bản chất xào quyệt của mình ngay mà hiện giờ tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, đợi chờ màn biểu diễn của hắn. Bởi lẽ, những người có mặt tại đây đều không hề ngốc. Diệp Huyền muốn chơi đùa bọn họ là chuyện không thể. Lúc này, Diệp Huyền bỗng bật cười, hắn nói, có thể chư vị không hiểu biết nhiều lắm về món đồ này. Ta sẽ giải thích cho mọi người. Món đồ này tới từ Ngũ Duy, tên là Giới Ngục Tháp còn về công năng nó thì ta thấy hơi hổ thẹn bởi vì ta cũng không biết quá nhiều nếu như biết được nhiều thì ta cũng sẽ không đem bán nó mà trực tiếp xưng bá ở tứ duy vũ trụ này rồi tất cả mọi người cười ầm lên ai cũng hiểu ý của diệp huyền ý hắn là hắn đã tới bước đường cùng rồi diệp huyền lại nói còn về việc nói tháp này có thể vào ngũ duy thì ta không biết ít nhất thì ta chưa từng tìm hiểu về cách để đến đó bằng không ta đã ôm nó đến thằng ngũ duy rồi nói đến đây hắn lại liếc mắt nhìn xung quanh một hồi sau đó thì tiếp tục lên tiếng ta cũng không nhiều lời nữa điểm hay của giới ngục tháp cứ để chủ nhân tiếp theo của nó tìm hiểu đi hôm nay muốn bán đấu giá món đồ này và ta cũng muốn nói với mọi người là diệp huyền ta bằng lòng từ bỏ món đồ này Mong chư vị đừng đánh chú ý lên người ta nữa. Một đám cường giá như các ngươi chỉ nhắm đánh một mình ta, ta không đỡ được đâu. Lúc này có một người lên tiếng. Diệp Vương khiêm tốn quá rồi. Ở đây có ai dám coi thường Diệp Vương đâu. Có điều nếu Diệp Vương đã thành tâm muốn bán món đồ này thì mong Diệp Vương hãy ra một cái giá đi. Diệp Huyền mỉm cười. Món đồ này không thể dùng tiền hay những vật khác tương đương để định giá được. Đương nhiên, ta thật lòng muốn bán nó nên ta chỉ muốn có được thứ có thể giúp ích cho ta nhất trong lúc này, chỉ cần có người đổi cho ta một thứ khiến ta hài lòng thì chúng ta lập tức thành giao ngay tại đây." Viên tiểu đao ngồi trong phòng nhếch miệng nói, "Đúng là một tên xảo quyệt. Diệp Huyền không ra giá rõ ràng, đây chính là một cái bẫy, bởi lẽ người sẽ không biết được hắn muốn thứ gì, không biết thứ gì mới có thể vừa lòng hắn. Hơn nữa, hắn có quyền lựa chọn ngũ duy trí bảo cho ai bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng lúc này lại có một người nữa lên tiếng diệp vương tương truyền ngươi từng thi triển tháp này rồi có thể cho chúng ta xem uy lực của nó không diệp huyền mỉm cười cái này hao tồn thể lực lắm lúc này một miếng tinh thạch màu tím đậm to bằng nắm tay xuất hiện trước mặt diệp huyền người vừa lên tiếng lại nói đây là tử tinh phách nó có thể giúp diệp vương khôi phục thể lực trong chớp mắt trong chớp mắt cơ hả? Sắc mặt của Diệp Huyền có hơi thay đổi. Nếu như có thể phục hồi thể lực trong chớp mắt thì cũng gây gớm đấy. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói. Các hạ đã muốn xem thì ta đành biểu diễn một chút vậy. Cũng tiện để chư vị biết được giá trị thật của món đồ này luôn. Nói đoạn, Diệp Huyền trực tiếp thi triển giới ngục tháp. Rất nhanh sau đó, giới ngục tháp rung lên. Một luồng uy áp vô hình xuất hiện khi cảm nhận được luồng uy áp này sắc mặt của tất cả mọi người có mặt tại đây đều thay đổi ngũ duy trí bảo khoảnh khắc ấy không một ai còn nghi ngờ nữa bởi lẽ với thực lực hiện giờ của diệp huyền hắn tuyệt đối không thể tạo ra một luồng uy áp mạnh như vậy ánh mắt của viên tiểu đao cũng rơi trên giới ngục tháp mặc dù nàng đã từng có được ngũ duy trí bảo nhưng nàng thực sự giống như mọi người không biết gì về món đồ này đúng lúc ấy luồng uy áp kia lại đột nhiên biến mất tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía diệp huyền diệp huyền mỉm cười chư vị giới ngục tháp rất kỳ diệu thực lực của vãn bối thấp kém nên khó mà khống chế được nó hiện giờ nếu như chư vị muốn thì có thể ra giá đi Già xá, mọi người có mặt đều không lên tiếng, bởi lẽ không ai biết rốt cuộc Diệp Huyền muốn thứ gì. Đúng lúc ấy, một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hắn ta chính là Nguyên Trấn. Nguyên Trấn khẽ phất tay phải, một kết giới thần bí xuất hiện xung quanh hắn ta và Diệp Huyền. Tiếp đó, hắn ta lấy một chiếc hộp màu đen ra. Nguyên Trấn mở chiếc hộp, bên trong hộp là một viên đan dược to bằng nắm tay. Trông thấy viên đan dược ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi một nguồn năng lượng thật thuần túy. Viên đan dược này có một nguồn năng lượng vô cùng thuần túy, không hề yếu kém hơn so với suối sinh mệnh của hắn. Nguyên Trấn nhìn Diệp Huyền rồi nói, địa tiên đan, nếu như ngươi sử dụng nó với năng lực hiện tại của ngươi, không những ngươi có địa tiên chi khu mà cảnh giới cũng có thể tăng lên địa tiên. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn hỏi, lợi hại vậy sao? Nguyên Trấn gật đầu, đúng vậy diệp huyền không lên tiếng lúc này có một giọng nói vang lên đan dược này lợi hại đấy e là trên thế gian này không có bao nhiêu loại đan dược như vậy đâu đó là giọng nói của an liên diệp huyền trầm mặc trong chốc lát sau đó hắn nhìn nguyên trấn tiền bối cứ cất đi đã đợi tí nữa ta quyết định xong sẽ thông báo cho tiền bối được không nguyên trấn liếc mắt nhìn diệp huyền rồi gật đầu được nói đoạn hắn ta quay người và biến mất Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn xung quanh, còn ai nữa không? Lúc này nam tử trung niên Hàn Lão Nhị bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhìn đối phương và nói: Nếu như ngươi đưa giới ngục tháp cho ta, thì ta có thể thu nạp ngươi làm đồ đệ. Ngươi thấy sao? Diệp Huyền mỉm cười. Tiền bối cứ nói đùa. Ngươi nói cái gì thực tế hơn đi. Hàn Lão Nhị bật cười ha hả Thế thì để ta cho ngươi xem món đồ mà ta sẽ cho ngươi. Nói đoạn, Hàn Lão Nhị vắt tay phải lên. Một chiến giáp màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, toàn thân chiến giáp màu đen trông như kiểu được làm từ loại vải gì đó, mà giữa những miếng vải đó còn thoáng thấy những tia sáng màu đen. Hàn lão nhị nói, "Đây là Lăng Thiên chiến giáp, bên trong nó có sức mạnh của chiến thần và sức mạnh bảo hộ. Nếu như ngươi có được chiến giáp này thì ngươi hoàn toàn có thể chống lại viên tiểu đao của thần điện trong một thời gian ngắn." Không chỉ có vậy, vật này còn có thể dùng chiến thần chi ý để nuôi dưỡng nhục thân của ngươi. Nó có thể giúp nhục thân của ngươi bước lên tầm cao mới. Và đương nhiên, so với ngũ duy trí bảo của ngươi, chiến giáp này chắc chắn vẫn có nhiều chỗ thua kém. Có điều, đây đã là thứ đồ tốt nhất của ta rồi. Nếu như ngươi đồng ý thành giao với ta, ta còn có thể đồng ý với ngươi một chuyện. Sau này có thể ra tay giúp ngươi miễn phí ba lần, bất cứ lúc nào cũng được. Ra tay miễn phí ba lần cơ hả? không thể không nói đối phương nói như vậy cũng khiến diệp huyền rung rình lắm thế nhưng hắn vẫn chưa trả lời ngay bởi vì phía sau còn có người diệp huyền mỉm cười ta có hơi động lòng đấy có điều ta muốn xem bảo vật của những người còn lại hàn lão nhị gật đầu hắn ta mỉm cười ta có thể hiểu được ta đợi quyết định của ngươi nói rồi hắn ta bèn quay người và biến mất diệp huyền liếc mắt nhìn xung quanh hắn nói chư vị còn có ai không không có động tĩnh gì cả diệp huyền mỉm cười nếu như không có thì ta sẽ đưa ra quyết định lúc này có một lão giả xuất hiện trước mặt hắn người này chính là lão giả mang cổ kiếm hồi nãy và cũng là người mà an liên dặn dò hắn phải cẩn thận lão giả liếc mắt nhìn diệp huyền sau đó hắn ta mở lòng bàn tay ra giữa lòng bàn tay hắn ta là một cuốn cổ thư diệp huyền hỏi đây là lão giả nói kiếm kinh cuốn cổ thư này ghi chép rất nhiều đạo lý kiếm đạo của kiếm tu ngoài ra còn có tổng cương vô số kiếm kỹ nếu như người có được cuốn cổ thư này người có thể lĩnh ngộ nó cảnh giới kiếm đạo của ngươi cũng sẽ nâng cao ngoài ra lão phu cũng có thể đồng ý với ngươi ra tay miễn phí giúp ngươi ba lần lúc nào cũng được lão phu nói được làm được lúc nào cũng được sao tất cả mọi người đều biết Diệp Huyền hắn có thù với thần điện, mà đối phương lại đưa ra lời thề như vậy, chắc chắn là hắn ta không sợ thần điện. Diệp Huyền liếc nhìn cuốn kiếm kinh, sau đó hắn nói, ta muốn xem thần điện sẽ ra thù lao gì. Lão già gật đầu, ta cũng muốn xem xem món đồ của thần điện là gì. Nói đoạn, lão già bèn cất cuốn cổ thư đi và xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía viên tiểu đao trong phòng, giây tiếp theo viên tiểu đao đã xuất hiện trước mặt diệp huyền diệp huyền nói không biết viên cô nương đã chuẩn bị thứ gì viên tiểu đao khẽ mỉm cười người muốn thứ gì diệp huyền nói cái này thì phải xem viên cô nương có thể cho thứ gì rồi viên tiểu đao liếc nhìn diệp huyền nàng nói cho ngươi một con đường sống ngươi có muốn không diệp huyền mỉm cười sao nào viên cô nương muốn ép ta sao viên tiểu đao nói ngươi đang động vào lửa đấy có biết không diệp huyền mỉm cười viên cô nương ta không muốn lãng phí nước bọt với ngươi một câu thôi ngươi có đồ không nếu như không có thì ta đưa ra lựa chọn đây tới khi ấy ngươi phải đi tìm người khác đấy viên tiểu đao khẽ mỉm cười ta không có thứ đồ gì muốn cho ngươi diệp huyền liếc nhìn viên tiểu đao hắn không lên tiếng viên tiểu đao mỉm cười ngươi chọn người khác đi diệp huyền bước tới trước mặt viên tiểu đao hắn nói viên cô nương ta nói cho ngươi biết một bí mật nếu như lần này ngươi không nắm chắc cơ hội thì thần điện của ngươi không còn cơ hội có được món đồ này đâu bởi lẽ một khi món đồ này rơi vào tay những cường giả như ngươi thì chiến lược của người đó ngươi hiểu đấy viên tiểu đào liếc mắt nhìn diệp huyền nàng không lên tiếng diệp huyền lại cười hiện giờ nó đang nằm trong tay ta thần điện các ngươi muốn có được nó thì phải bỏ ra một thứ gì đó là được rồi Thế nhưng, nếu như nó nằm trong tay của kẻ khác thì thần điện các ngươi không chỉ phải bỏ ra một thứ đồ thôi đâu, thế nên Viên Cô Nương à, ngươi nghĩ kỹ chưa?" Viên Tiểu Đào nhìn Diệp Huyền một lát rồi nói, "Ngươi đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, ngươi muốn để thần điện của ta có được món đồ này, sau đó khiến thần điện ta bị cường giả thế gian tấn công chứ gì?" Diệp Huyền mỉm cười, "Ta có ý đó đấy, nhưng mà ngươi định từ chối sao?" Viên Tiểu Đào nói, "Ta từ chối." Diệp Huyền híp hai mắt lại. Viên tiểu đao nở một nụ cười dạng dỡ. Thần điện ta không dễ lừa đâu. Người muốn cho ai thì cho. Diệp Huyền liếc mắt nhìn khắp xung quanh. Hắn nói. Mạo muội hỏi một câu. Ai có thù hằn sâu nhất với thần điện? Lúc này, Nguyên Trấn lên tiếng. Lão Phu. Lão Phu tới từ lưỡng giới thiên. Thế lực phía sau ta luôn luôn đối đầu với thần điện. Mâu thuẫn cực kỳ sâu sắc. Diệp Huyền mỉm cười. Sâu sắc lắm sao? Nguyên Trấn gật đầu. Rất sâu sắc diệp huyền mỉm cười tiền bối ta nhìn trúng viên đan dược trong tay ngươi rồi nguyên trấn bật cười ha hả hắn ta búng ngón tay viên đan dược kia bèn xuất hiện trước mặt diệp huyền diệp huyền cũng không hề do sự hắn búng ngón tay giới ngục tháp bèn bay đến trước mặt nguyên trấn cùng lúc đó hắn giơ tay nhận lấy địa tiên đan nguyên trấn bật cười ha hả chư vị xin cáo từ nói rồi hắn bèn quay người hóa thành một luồng sáng màu đen rồi biến mất ngũ duy trí bảo đã đổi chủ mọi người đưa mắt nhìn nhau bọn họ không ngờ diệp huyền thật sự nhường món trí bảo này cho người khác hắn hành động thật dứt khoát tất cả mọi người có mặt đều bội phục diệp huyền loại trí bảo như thế mà hắn nói buông là buông đây đâu phải là chuyện mà một người bình thường có thể làm được hắn rất có sự quyết đoán điều quan trọng là diệp huyền đã nuốt viên địa tiên đan kia luôn rồi Hành động này của hắn trực tiếp cắt đứt luôn suy nghĩ của một số người. Hiện giờ không ai nhòm ngó đánh chú ý lên Diệp Huyền nữa. Bởi lẽ giờ đây bọn họ không muốn nhất thiết phải làm như vậy. Mặc dù trên người Diệp Huyền vẫn còn trí bảo của nhân loại, nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ để biến hắn thành kẻ địch của mọi người. Dẫu sao thì trí bảo của nhân loại vẫn kém xa so với ngũ duy trí bảo. Rất nhanh sau đó mọi người bắt đầu rời đi. Buổi bán đấu giá bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh viên tiểu đao đứng trước mặt diệp huyền nàng nhìn hắn nhưng không lên tiếng diệp huyền mỉm cười viên cô nương ngươi đừng nghĩ đến việc giết ta nữa ngươi biết đấy với thực lực cá nhân của ngươi ngươi không làm được đâu nói đoạn hắn quay người rời đi viên tiểu đao liếc nhìn diệp huyền tay phải của nàng dần siết chặt lại nàng đang tính toán với thực lực hiện giờ của mình nếu như toàn lực công kích thì liệu có thể giết chết diệp huyền được không tuy nhiên kết luận cuối cùng là không thể giết chết hắn hoàn toàn không thể hiện giờ diệp huyền đã có thực lực nhất định cộng thêm việc có cả a liên ở đây nữa viên tiểu đao hoàn toàn không thể giết chết hắn chỉ với một đòn tấn công một lát sau nàng bèn quay người rời đi nàng rất muốn giết diệp huyền nhưng hiện giờ nàng càng quan tâm đến món trí bảo kia hơn nguyên trấn sẽ không được rời đi trong an toàn như vậy đâu một lát sau người trong đại điện đã đi hết ngoài cửa đại điện Mộ Tiểu Thương ngó vào trong, hồi lâu sau nàng vẫn chưa lên tiếng. Lúc này, một lão giả bên cạnh nàng đột nhiên nói: "Tiểu thư, tên Diệp Huyền kia thực sự từ bỏ món chí bảo đó sao?" Mộ Tiểu Thương khẽ nói: "Hắn đã từ bỏ rồi, món chí bảo đó giờ đang nằm trong tay Nguyên Chấn, dù gì thì hắn ta cũng không thể cầm nó về xuôn sẻ được đâu." Lão giả trầm giọng nói: "Hiện giờ chúng ta phải làm gì?" Mộ Tiểu Thương mỉm cười: "Còn có thể làm gì, chúng ta chỉ có thể ngồi xem kịch thôi." chúng ta vẫn nên tránh xa mấy đại lão đến từ lưỡng giới thiên thì hơn lão già gật đầu tên diệp huyền này cũng ghê gớm đấy một món trí bảo như vậy mà hắn nói bỏ là bỏ luôn mộ tiểu thương nói ta cứ thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy lão già trao mày ý ngươi là hắn đang có âm mưu gì đó sao mộ tiểu thương nói không biết nữa có điều chuyện này chắc chắn không thể đơn giản như vậy được chúng ta cứ xử lý theo tình hình thực tế đi nói đoạn nàng lại liếc nhìn vào bên trong đại điện sau đó thì quay người rời đi bắc cảnh lúc này những người trước đó đến bắc cảnh đã rời khỏi nơi đây bắc cảnh lại trở lại với vẻ yên tĩnh của nó bên trong một gian phòng diệp huyền đang ngồi khoanh chân lúc này xung quanh cơ thể của hắn có một ngọn lửa đang cháy rực sau khi hấp thụ viên địa tiên đan kia Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể hắn có một nguồn năng lực thuần túy. Khoảnh khắc ấy, hắn có hơi tin về những lời mà Nguyên Trấn nói. Viên đan dược này thực sự có thể khiến thực lực của hắn gia tăng. Hắn phải tìm thêm loại đan dược này mới được. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng. Ở một tinh không nào đó, A Liên yên lặng đứng một chỗ, còn ánh mắt nàng thì đang hướng về phía xa. Đừng thấy bắc cảnh yên bình mà lầm tưởng Thực ra hiện giờ cả huyền hoàng đại thế giới đều đang bất ổn, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngũ Duy Trí bảo, một vài người đã bắt đầu tranh đoạt Ngũ Duy Trí bảo, bởi lẽ lúc này đây đã có một hắc y nhân thần bí đang giao đấu với Nguyên Chấn, bốn bề tối đen có vô số cường giả đang nhòm ngó, trong tinh không A Liên liếc nhìn vị trí của Bắc Cảnh, nàng nói, tiểu tử này cứ từ bỏ như vậy sao? đúng lúc ấy nàng quay phát đầu lại ở phía không xa có một nữ tử đang đi tới người này chính là viên tiểu đao viên tiểu đao liếc mắt nhìn về phía không xa nàng nói hắn biết tính kế thật đấy như này thì mâu thuẫn của tất cả mọi người đều tách rời khỏi hắn chỉ là hắn thực sự từ bỏ ngũ duy trí bảo sau a liên mỉm cười người thông minh lắm mà tại sao còn hỏi ta viên tiểu đao trầm mặc một hồi rồi nói ý đồ của hắn rất rõ ràng thế nhưng chúng ta biết rõ rằng hắn sẽ không từ bỏ món đồ kia một cách dễ dàng như vậy và món đồ kia lại không phải là đồ giả a liên mỉm cười thế nên hiện giờ các ngươi đang thấy khó hiểu trước ý đồ của hắn có đúng không viên tiểu đao gật đầu đúng vậy a liên nhún vai ta cũng không hiểu viên tiểu đao nhìn a liên nàng nói nếu như hắn từ bỏ món đồ này thật thì thần điện chúng ta cũng có thể không nhắm tới hắn nữa a liên mỉm cười sao nào hiện giờ các ngươi không sợ hắn lớn mạnh thêm nữa sao viên tiểu đào nói trước kia sở dĩ chúng ta nhắm vào hắn là bởi hắn có ngũ duy trí bảo còn giờ đây ngũ duy trí bảo đã không còn ở trên người hắn nữa thần điện chúng ta còn nhắm vào hắn nữa thì thật là không đáng a liên mỉm cười nàng quay đầu nhìn về phía xa nàng không muốn tham gia quá nhiều vào ân oán giữa diệp huyền và thần điện Lần này gặp được Diệp Huyền cũng là một chuyện nằm ngoài dự liệu mà thôi. A Liên sẽ không can thiệp quá nhiều vào con đường trong tương lai của hắn và cũng không thể can dự. Điều nàng có thể làm là hỗ trợ hắn mà thôi. Viên tiểu đao nhìn về phía không xa, nơi đó có Nguyên Trấn và Hắc Y Nhân đang giao đấu. Đoán xem hắn ta là ai. A Liên lắc đầu, chẳng liên quan gì đến ta hết. Viên tiểu đao mỉm cười, nàng không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn về phía không xa trận chiến đang càng ngày càng ác liệt hơn. Không lâu sau, Nguyên Trấn bỗng quay người bỏ chạy. Không phải hắn ta không đánh được, mà là hắn ta muốn chạy trước, không muốn bị dây dừa mãi ở đây. Có điều hắc y nhân thần bí kia lại không hề từ bỏ. Hắn ta đuổi theo Nguyên Trấn. Trong bóng tối có rất nhiều người cũng đang thầm theo sát. Viên tiểu đào nói, đi thôi, cùng đi xem xem, sẽ rất đặc sắc đây. Nói đoạn, nàng bèn biến mất, A Liên cũng theo sau nàng cũng muốn xem chuyện này sẽ tiến triển như thế nào. Ở một diễn biến khác, có hai nữ tử đứng lặng lẽ ở nơi đó. Hai nữ tử này chính là Liên Thiền và Viêm Già. Viêm Già nhỏ giọng nói, hắn thật sự từ bỏ như vậy sao? Liên Thiền trợn trắng mắt, nàng nhìn Viêm Già và nói, nhà đầu ngốc, người khác không hiểu ý đồ của hắn còn được, đến ngươi cũng không hiểu là sao. Viêm Già nhìn Liên Thiền, nàng đáp, ý ngươi là sao? Liên Thiền bìm cười, Thế nhân đều tưởng hắn đang chọn chủ nhân tiếp theo cho giới ngục tháp. Nhưng thực ra là tháp chọn người mới đúng. Hắn đưa giới ngục tháp ra rồi nó sẽ lại trở về thôi. Viêm già trầm giọng nói nhất định sẽ quay về sao? Liên thiền gật đầu. Nó nhất định sẽ nghĩ cách để trở về bởi vì nó không có lựa chọn. Viêm giả nói tầng 8 và tầng 9 sao? Liên thiền gật đầu, nàng nhìn về phía không xa và nói, nó mà không về thì tầng 8 và tầng 9 sẽ trời chết nó không gây hại cho bản thể của nó thì cũng phải hủy sạch linh trí của nó. Đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nó chỉ còn cách trở về với Diệp Tiểu Tử thì mới không bị tầng 8 và tầng 9 nhắm tới bởi vì có nữ tử váy trắng đứng phía sau Diệp Huyền. Viêm già trầm giọng nói, nhưng mà chắc gì nó đã về được. Liên Thiền mỉm cười, chắc chắn Diệp Tiểu Tử đã trở lại đường lui, chúng ta cứ chờ xem. Viêm già gật đầu, Liên Thiền bỗng hỏi, A Việt tìm được thông tin về đại tỷ chưa? Viêm già lắc đầu. Ta đã liên lạc với nàng rồi. Nàng nói nàng nhận được một vài tin tức về đại tỷ. Nhưng sau đó lại bị cắt đứt. Ngay vậy Liên Thiền không khỏi trao mày. Lại bị cắt đứt. Một lát sau Liên Thiền nói. Bảo nàng tiếp tục đi do so thám. Dù thế nào cũng phải tìm được đại tỷ. Viêm già gật đầu. Ta hiểu rồi. Bắc cảnh lúc này diệp huyền vẫn đang điên cuồng hấp thụ năng lượng khí tức của hắn càng ngày càng bành trướng đáng nói là lúc này diệp huyền đã lên đến trí cảnh cảnh giới của hắn gia tăng nhục thân cũng có sự thay đổi địa tiên cảnh giờ khắc này diệp huyền mới nhận ra địa tiên đan kinh khủng hơn hắn tưởng tượng nhiều loại đan dược này đúng là vô cùng có giá trị nhưng tiếc là hắn không có được Lăng Thiên chiến giáp và kiếm kinh, bằng không thực lực của hắn còn tăng mạnh hơn, có điều hắn cũng hết cách để mà so sánh thì viên địa tiên đan này vẫn có tác dụng hơn, bởi lẽ hiện giờ thứ hắn đang thiếu là cảnh giới, cứ thế thời gian trôi qua từng giây từng phút, khí tức của Diệp Huyền cũng đang gia tăng nhanh chóng hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại trừ việc đó ra nhục thân của hắn cũng đang thay đổi còn về đã đạt được đến trình độ nào thì hắn vẫn chưa rõ hắn chỉ thấy toàn thân ngứa ngáy như kiểu có một đàn kiến đang bò vậy khoảng hai canh giờ sau một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên cuộn trào bên trong cơ thể diệp huyền bốn bề xung quanh hắn cũng chấn động đăng phong hắn đã lên thẳng đăng phong cảnh thực ra giữa trí cảnh và đăng phong cảnh còn một bán bộ đăng phong nữa có điều hắn đã trực tiếp vượt qua bán bộ đăng phong nói đến cùng thật ra chính là chạm đến ngưỡng cửa đăng phong còn nói một cách đơn giản thì chính là tu vi và tâm cảnh của bản thân vẫn chưa đủ vì thế chỉ có thể tính là bán bộ đăng phong mà không thể tính là đăng phong cảnh chân chính tuy nhiên đây hoàn toàn không phải là vấn đề gì lớn đối với diệp huyền bởi lẽ hắn đã từng giao đấu với rất nhiều cường giả đăng phong cảnh thậm chí là trên cả đăng phong cảnh về phương diện tâm cảnh thì hắn hoàn toàn không có vấn đề gì hết có điều sau khi đạt tới đăng phong cảnh diệp huyền lại bắt đầu điên cuồng áp chế cảnh giới của mình lại bởi lẽ với tình huống hiện tại của hắn nếu hắn còn muốn tiếp tục đột phá lên vị chi cảnh thậm chí là địa tiên cảnh thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn cảnh giới gia tăng nhanh quá không phải là chuyện gì tốt lành hắn bắt buộc phải củng cố đăng phong cảnh sau đó lại đột phá vị chi cảnh và địa tiên cảnh bắt buộc phải đi chậm từng bước hiện giờ trong lúc áp chế cảnh giới nhục thân của diệp huyền cũng chấn động không những thế huyết mạch trong cơ thể hắn cũng đang dục dịch diệp huyền ngạc nhiên hắn nhanh chóng gia tăng tốc độ áp chế cảnh giới tuy nhiên hắn lại nhận ra nguồn năng lượng kia không hề bị áp chế một chút nào nhất là sau khi huyết mạch chi lực của hắn lại dục dịch hắn lại không thể kiềm chế được sắc mặt diệp huyền thay đổi hắn thầm than không hay rồi hai tay hắn nhanh chóng chắp lại bắt đầu áp chế nguồn năng lượng bên trong cơ thể tuy nhiên diệp huyền vẫn chưa thấy có tác dụng gì cả luồng khí tức xung quanh hắn càng lúc càng bành trướng cứ thế diệp huyền kiên trì được nửa canh giờ một luồng khí tức vô cùng lớn mạnh bỗng nhiên bùng phát ra từ trong cơ thể của diệp huyền chỉ trong chốc lát bốn bề xung quanh hắn chấn động kịch liệt vị chi cảnh sắc mặt diệp huyền có hơi khó coi hắn thật sự không ngờ mình lại không áp chế được hắn đã trực tiếp từ đăng phong cảnh lên thẳng vị chi cảnh bước đột phá này quá lớn hơn nữa, nguồn năng lượng bên trong cơ thể hắn vẫn chưa biến mất. Diệp Huyền bừng tỉnh, hắn không dám tiếp tục đột phá nữa, lập tức bắt đầu áp chế. Dần dần, luồng khí tức bên trong cơ thể Diệp Huyền cũng lắng xuống. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyền bèn thở vào một hơi. Nếu như hắn tiếp tục đột phá lên tạo cực cảnh, thì có thể nào hắn cũng không áp chế được, bởi lẽ bước đột phá đó quá lớn. Hiện giờ, hắn bắt buộc phải bình ổn lại cảnh giới của mình diệp huyền ngồi khoanh chân và bắt đầu điều tiết nguồn năng lượng nóng này kia và huyết mạch trong cơ thể mình huyết mạch chi lực vẫn luôn là một vấn đề đau đầu đối với diệp huyền bởi lẽ cứ thỉnh thoảng nó lại dục dịch làm loạn còn hắn thì chẳng có cách để mà áp chế nó nó mà là máu của người khác thì hắn đã tống khứ nó đi luôn rồi lúc nào nó cũng gây phiền phức cho hắn lại còn vào đúng lúc quan trọng nữa ban nãy nếu huyết mạch chi lực của hắn không đột ngột xuất hiện thì hắn đã có thể áp chế được rồi. Thôi không nghĩ nữa. Diệp Huyền đứng dậy, hắn liếc nhìn bản thân mình. Lúc này làn da của hắn lại thoáng ánh lên, cứ như kiểu vừa được tráng một tầng ánh sáng vậy. Địa tiên chi khu, Diệp Huyền lắc đầu, không thể nào. Hiện giờ nhục thân của hắn mới chỉ đang ở tạo cực cảnh đỉnh phong mà thôi còn lâu mới đạt đến trình độ địa tiên bởi vì ban nãy lúc áp chế cảnh giới hắn đã áp chế luôn cả nhục thân mà có điều đây cũng là một chuyện tốt dù là cảnh giới hay nhục thân hắn đều phải có chừng mực như vậy mới tốt diệp huyền hít một hơi thật sâu tay phải hắn chầm chậm siết lại một lát sau một nguồn sức mạnh cực lớn bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể hắn nguồn sức mạnh này vô cùng vô tận khoảnh khắc ấy hắn cảm nhận được một sức mạnh vô cùng to lớn hiện giờ có lẽ diệp huyền đã có thể đối đầu với viên tiểu đao diệp huyền rời khỏi đại điện bên ngoài đại điện thượng quan tiên nhi và khương cửu đã đợi hắn từ lâu diệp huyền nhìn hai nữ tử nọ hỏi sao thế thượng quan tiên nhi trầm giọng nói bọn họ đang tranh đoạt ngũ duy trí bảo diệp huyền mỉm cười điều này nằm trong dự liệu của ta mà đám cường giả siêu cấp đó sao có thể chống lại được sức hút mạnh mẽ của món bảo vật đó chứ mà hiện giờ diệp huyền đang cảm thấy toàn thân hắn vô cùng nhẹ nhõm bởi lẽ sau khi chuyển giới ngục tháp đi những kẻ địch của hắn gần như đều biến mất sạch sẽ hình như diệp huyền vừa nghĩ ra điều gì đó hắn vội đưa thượng quan tiên nhi và khương cửu đi tìm tiểu linh nhi lúc này tiểu linh nhi đang luyện đan một mình hiện giờ trình độ luyện đan của nàng đã tốt hơn trước kia rất nhiều Trước kia, nàng cứ đổ hết tất cả nguyên liệu vào, nhưng giờ thì nàng đã biết chọn lọc hơn rồi, hơn nữa còn biết làm theo thứ tự. Mặc dù nàng không luyện được bao nhiêu đan tốt, nhưng kỹ thuật luyện đan quả thực có tiến bộ. Trông thấy ba người tới, Tiểu Linh Nhi vội dừng tay, nàng phi như bay đến trước mặt bọn họ, ngoác miệng cười. Trông thấy Tiểu Linh Nhi, Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười. Nhà đầu này luôn được yêu thích tại Bắc Cảnh mà. Diệp Huyền xoa đầu Tiểu Linh Nhi, hắn mỉm cười, cho ta xem đan kinh gì đó kia được không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó nhanh chóng đi lấy cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm lấy đan kinh, hắn lật tìm một lúc, sau đó gương mặt lộ vẻ hớn hở, tìm thấy rồi. Thượng quan Tiền Nhi và Khương Cửu giáp lại xem. Trang thứ hai của cuốn đan kinh có viết về cách luyện chế một loại đan dược, đó chính là địa tiên đan. Thật sự là địa tiên đan, Diệp Huyền bừng thầm trong lòng, hắn không ngờ cuốn đan kinh này lại ghi chép về cách luyện chế địa tiên đan. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi, hắn nói, luyện cái này đi. Tiểu Linh Nhi liếc mắt nhìn cách luyện chế địa tiên đan, sau đó nàng nói, nguyên liệu cần nhiều nguyên liệu quá. Diệp Huyền mỉm cười, về nguyên liệu thì ngươi không cần phải lo. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu, các người phải tìm được cho nàng tất cả các nguyên liệu, đan dược này vô cùng quan trọng đối với ta, các ngươi hiểu không? Thượng quan tiên nhi gật đầu, chúng ta sẽ cố gắng phối hợp với nàng. Nói rồi nàng nhìn tiểu linh nhi, mỉm cười nói, tiểu linh nhi, nếu như có gì cần thì cứ nói với tỷ tỷ, hiểu chưa? Tiểu linh nhi gật đầu, sau đó lại nhìn Diệp Huyền, rất quan trọng sao? Diệp Huyền nghiêm túc nói, cực kỳ cực kỳ quan trọng. Tiểu Linh Nhi cũng nghiêm túc hẳn lên, ta nhất định sẽ luyện chế được. Diệp Huyền bìm cười, cố lên, ta tin ngươi. Tiểu Linh Nhi cầm lấy cuốn đan kinh rồi bắt đầu mày mò nghiên cứu, trông nàng nghiêm túc vô cùng. Diệp Huyền thầm thở vào một hơi, nếu như Tiểu Linh Nhi luyện chế thành công thì Bắc Cảnh chắc chắn sẽ trỗi dậy. Địa tiên đan, thứ đồ này có thể giúp vô số cường giả của Bắc Cảnh đạt tới tạo cực cảnh, thậm chí là địa tiên cảnh. Diệp Huyền liếc nhìn Tiểu Linh Nhi ở phía không xa, hiện giờ hy vọng trỗi dậy của Bắc Cảnh đều nằm hết trên người nha đầu này. Hình như Diệp Huyền lại nghĩ ra điều gì đó. Hắn nói với Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu. Nhớ kỹ, không được để bất cứ ai biết được chuyện này. Nếu chuyện luyện chế địa tiên đan bị truyền ra ngoài thì e là Bắc Cảnh sẽ không còn yên bình nữa. Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu gật đầu. Rất rõ ràng, hai người cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Địa tiên Đan có số lượng cực ít trong lưỡng giới thiên, nếu Bắc Cảnh có thể luyện chế được loại đan dược này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới đây và đánh chú ý lên loại đan dược này." Diệp Huyền bỗng nhiên nói, "Ta đi xem tình hình trên kia như thế nào đây." Nói đoạn, hắn biến mất luôn. Khương Cửu nhỏ giọng nói, "Hình như hắn lại tiến bộ rồi." Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, "Càng ngày ta càng không nắm bắt được suy nghĩ của hắn." Khương Cửu mỉm cười, "Ý ngươi là hắn hay là thực lực của hắn?" thượng quan tiên nhi nói thực lực với cả bệ hạ tiểu thất nghe vậy mặt của khương cửu cũng đanh lại hiện giờ tiểu thất vẫn đang bế quan vào ngày hôm qua phòng của tiểu thất bỗng nhiên truyền tới một luồng khí tức vô cùng to lớn có điều luồng khí tức này biến mất rất nhanh mặc dù vậy rất nhiều người trong thành vẫn cảm nhận được luồng khí tức lớn mạnh ấy tiểu thất người này đã từng là kiếm tu yêu nghiệt nhất thần quốc thực lực của nàng chắc chắn không hề thua kém diệp huyền lúc này thượng quan tiên nhi bỗng mỉm cười đây là chuyện tốt khương cửu gật đầu bắc cảnh có hai yêu nghiệt siêu cấp đây đương nhiên là một chuyện tốt rồi thượng quan tiên nhi liếc nhìn tiểu linh nhi đang luyện đan ở phía không xa nàng mỉm cười hy vọng nàng ấy có thể nhanh chóng luyện chế ra được địa tiên đan như vậy thì bắc cảnh chúng ta sẽ có rất nhiều cường giả siêu cấp khương cửu khẽ gật đầu hiện giờ bắc cảnh đang thiếu cường giả cường giả như kiều tử giam nữ tử và kiều thiên nhi thì lại càng thiếu ở tinh không xa xôi diệp huyền ngự kiếm thực ra lúc này hắn đang rất muốn tìm một ai đó để giao đấu giao đấu bây giờ hắn muốn xem xem rốt cuộc mình đang ở trình độ nào đương nhiên lúc này hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm đó chính là đi xem mọi người đang tranh đoạt giới ngục tháp như thế nào rồi giờ thì diệp huyền cũng là một khán giả rốt cuộc giới ngục tháp sẽ về tay ai hắn bật cười ha hả gia tăng tốc độ một lúc sau diệp huyền tới một tinh không lúc này ở phía xa có một trận chiến vô cùng ác liệt diệp huyền trông thấy có vài người viên tiểu đao và an liên cũng có mặt viên tiểu đao quay người trông thấy diệp huyền sau đó diệp huyền đã xuất hiện trước mặt nàng ta và an liên diệp huyền mỉm cười viên cô nương lâu rồi không gặp viên tiểu đao thản nhiên nói ta không muốn nói chuyện với ngươi nói đoạn nàng quay đầu nhìn về phía không xa diệp huyền cười trừ sau đó hắn đi tới bên cạnh a liên a liên quan sát hắn một hồi rồi nói chẳng trách nàng lại không muốn nói chuyện với ngươi vị chi cảnh nhục thân thì tạo cực cảnh không tồi không tồi diệp huyền khẽ mỉm cười so với tiền bối thì vẫn còn kém xa lắm a liên lắc đầu như vậy là rất giỏi rồi có điều ngươi không được khinh địch. Ví dụ như viên cô nương bên cạnh ngươi đây. Hiện giờ e là ngươi vẫn chưa hoàn toàn đánh bại được nàng ta đâu. Diệp Huyền liếc nhìn viên tiểu đao hắn bật cười. Ta sẽ không coi thường viên cô nương. Viên tiểu đao liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Giờ ngươi thoải mái rồi chứ? Diệp Huyền cười. Ý viên cô nương là gì? Viên tiểu đao nói. Bỏ đi ngũ duy trí bảo. Át hẳn. Ngươi thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu đúng là đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều viên tiểu đào lườm hắn người là một người thông minh nói đoạn nàng nhìn về phía không xa nơi đó nguyên trấn đang bị vây khó dễ diệp huyền cũng nhìn về phía đó đúng lúc đấy một hắc bào thân nhân bỗng gia nhập trận chiến người đó và hắc y nhân thần bí kia cùng nhau công kích bao vây nguyên chấn. có thêm hắc bào nhân kia nguyên chấn thật sự bị áp chế hai cường giả bắt tay nhau sẽ kinh khủng đến mức độ nào viên tiểu đao mỉm cười kịch hay bắt đầu rồi diệp huyền nhìn viên tiểu đao viên cô nương không ra tay sau viên tiểu đao trầm giọng nói ra tay làm gì để tìm chết sau làm sao nàng không biết hiện giờ ai muốn có được giới ngục tháp thì người ấy sẽ bị tấn công chứ dù là nàng thì khi có được thứ đồ này cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy nan thôi Nhất là bên cạnh nàng còn có một diệp huyền và một nữ tử váy tím. Một khi nàng bị người khác nhòm ngó gây khó dễ thì chắc chắn diệp huyền sẽ lập tức đâm một nhát dao sau lưng nàng. Đúng lúc ấy, phía không xa bỗng truyền tới một âm thanh kinh thiên động địa. Mọi người bèn liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy nguyên chấn bị đánh lùi mấy ngàn trượng. Hắn ta bị áp chế triệt đề rồi. Ở phía xa, sắc mặt nguyên chấn khó coi vô cùng. Hắn ta nhìn chầm chầm vào hai người trước mắt. Sao nào, không dám lộ mặt sau. Hắc Bảo Nhân nói, muốn kéo dài thời gian sau, ngươi đừng hòng để ta nói thật cho hai người hay. Người của ngươi không tới được nơi này đâu. Hắn ta vừa dứt lời thì Hắc Y Nhân đằng sau hắn ta bỗng nhiên biến mất. Hai âm thanh nứt vỡ vang lên, đôi mắt của Nguyên Trấn lộ vẻ dữ tợn. Một luồng khí tức cực lớn đột nhiên bùng phát ra trong cơ thể hắn ta. Chỉ trong chốc lát, bốn bề xung quanh lập tức chấn động. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyền ở phía không xa bỗng đanh lại không thể không nói tên nguyên trấn này thực sự rất mạnh một cường giả ở cấp bậc như vậy giờ hắn cũng có thể chiến với hắn ta nhưng phải sử dụng thêm vũ khí bên ngoài hơn nữa cơ hội thắng cũng không nhiều đúng lúc ấy nguyên trấn đột nhiên bay ra ngoài máu từ miệng hắn ta phun ra không chung, mà hắc bào nhân và người thần bí bên cạnh vẫn tiếp tục xông lên trông thấy cảnh tượng này sắc mặt nguyên chấn thay đổi tiếp đó hắn ta đột nhiên ném giới ngục tháp ra cuối cùng giới ngục tháp rơi xuống trước mặt diệp huyền mọi người đều sững sờ diệp huyền cũng vậy nó lại về tay hắn sau diệp huyền kinh ngạc vô cùng tất cả mọi người cũng sững sờ mà lúc này diệp huyền bỗng nhiên giơ tay nhận lấy giới ngục tháp khi hắn vừa mới chạm vào giới ngục tháp thì vô số luồng khí tức mạnh mẽ lập tức bao chọn lấy người hắn trong đó có hai luồng khí tức mạnh nhất là của Hắc bào Nhân và Hắc Y Nhân thần bí kia. Hai người họ trực tiếp bỏ qua nguyên chấn. Có điều bọn họ không dám động thủ tùy tiện. Bởi vì trước mặt Diệp Huyền còn có An Liên. Diệp Huyền nhìn về phía nguyên chấn. Hắn nói, tiền bối, người có ý gì? Ta không hiểu cho lắm. Ở phía xa, Nguyên Chấn nhìn Diệp Huyền và nói, tạm thời trả lại cho ngươi. Diệp Huyền nghiêm túc nói, tiền bối, ngươi đang đùa ta đây sao? Ta đã bán nó cho ngươi rồi cơ mà diệp huyền ta xưa nay luôn là chính nhân quân tử đồ đã bán đi thì ta tuyệt đối sẽ không lấy lại đâu đương nhiên nếu tiền bối tặng lại cho ta thì lại là một chuyện khác nguyên trấn trầm giọng nói diệp huyền vật này tạm thời diệp huyền bỗng nhiên xua tay tiền bối ngươi tưởng ta là tên ngốc sao tạm thời để ở chỗ ta ngươi định lợi dụng ta để gánh họa của ngươi sao ta hỏi ngươi một câu rốt cuộc ngươi có cần nó hay không nếu ngươi cần thì hiện giờ ta đưa nó cho ngươi Nguyên Trấn nhìn Diệp Huyền rồi nói, Diệp Huyền tiểu hữu, coi như người giúp lão phu một lần đi, không được sao? Diệp Huyền mỉm cười, giúp ư, Nguyên Trấn tiền bối, không thể giúp như vậy được đâu. Hơn nữa, người cứ vứt vật này trước mặt ta, thực ra là đang lợi dụng ta. Tiền bối, ta không muốn làm cái địch của người khác đâu. Ta hỏi một lần cuối cùng, người có cần nó không? Nếu như không cần thì ta sẽ cho người khác. Sắc mặt Nguyên Trấn khó coi vô cùng, hắn ta do sự lúc này nếu hắn ta cần nó thì kết quả chỉ có một thôi đó là bị hai người kia vây đánh mà bây giờ hắn ta đã bị thương hoàn toàn không thể đánh thắng hai người kia thậm chí còn không thể chạy thoát đúng lúc ấy diệp huyền ở phía không xa bỗng quay người nhìn về phía bên phải tiền bối nếu như ngươi cần thì lấy kiếm kinh ra đổi nơi mà diệp huyền nhìn qua có một lão già cầm cổ kiếm lão già này là người mà an liên đã nhắc nhở diệp huyền phải cẩn thận Lão già liếc nhìn Diệp Huyền, một lát sau, hắn ta phất tay, một cuốn cổ kinh bèn xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền cũng không hề khách sáo, hắn nhận lấy cuốn cổ kinh kia luôn, sau đó búng tay, giới ngục tháp bay đến trước mặt lão già. Lão già nhận lấy giới ngục tháp và quay người rời đi. Lúc này, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hắn ta, lão già không hề để ý đến ánh mắt của mọi người, hơn nữa, hắn ta cũng chẳng bay đi mà chỉ chậm rãi bước từng bước chồng có hơi ngây ngang đúng lúc ấy hắc y nhân thần bí và hắc bảo nhân bỗng xuất hiện trước mặt lão giả lão giả không nói một câu chỉ rút kiếm chém về phía trước một tiếng đứt vỡ vang lên hắc bảo nhân lập tức bị đánh bay ra xa không chỉ có vậy khi hắn ta vừa mới dừng lại thì tất cả người đã bị phân thành nhiều mảnh hồn phi phách tán tất cả mọi người đều sững sờ diệp huyền cũng kinh ngạc vô cùng giết người chỉ với một nhát kiếm thôi ư viên tiểu đao và a liên cũng tái mặt một nhát kiếm bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lão già không quan tâm đến mọi người xung quanh hắn ta tiếp tục đi về phía trước lúc này không một ai động thủ nữa diệp huyền nhìn viên tiểu đao hắn nói viên cô nương người không tới cướp sao nếu bỏ lỡ cơ hội này thì về sau người muốn giành được cũng khó lắm viên tiểu đao nhìn diệp huyền bằng ánh mắt lạnh lùng người im miệng cho ta diệp huyền cười Viên cô nương, đừng bảo ngươi không đánh lại được người ta đấy nhé. Nếu ngươi không đánh được thì cứ nói thẳng ra, ta sẽ không cười ngươi đâu. Thật đấy, ngươi... Viên tiểu đao chợt ra tay, Diệp Huyền bèn quay người đánh bài chuồn. Viên tiểu đao trừng mắt nhìn hắn, sau đó nàng lại nhìn về phía không xa. Nơi đó bóng lưng lão giả kia đang càng lúc càng xa, thế nhưng tốc độ đi của hắn ta vẫn rất chậm. Cứ như thể đang đợi mọi người ra tay vậy, nhưng mọi người không một ai dám ra tay. Thực lực của lão giả này quá kinh khủng. Đúng lúc ấy, lão giả ở phía không xa kia biến mất. Viên tiểu đao chầm mặc trong chốc lát, sau đó cũng lặn mất tâm. Rất nhanh sau đó, các cường giả xung quanh cũng rời đi. Diệp Huyền bước tới bên cạnh A Liên. A Liên nói, bỏ thật sao? Diệp Huyền cười, chẳng lẽ lại là giả sao? A Liên nhìn Diệp Huyền, tại sao? Diệp Huyền trầm mặc. A Liên nói, không thể nói sao? Diệp Huyền mỉm cười, với tiền bối thì có gì mà không thể nói chứ thực ra tháp đó đã trở nên nguy hiểm hơn rồi a liên nhíu mày người có ý gì diệp huyền khẽ nói một tên nguy hiểm bên trong sắp sửa ra ngoài a liên hỏi nguy hiểm cỡ nào diệp huyền trầm giọng nói cực kỳ cực kỳ nguy hiểm tầng thứ tám tầng thứ tám sắp thức tình rồi không lâu trước đó liên thiền đã nói với hắn rằng có thể tầng thứ tám sẽ ra ngoài đương nhiên sở dĩ hắn bán tháp đi cũng không hoàn toàn bởi nguyên nhân này nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn không thể đối phó với nhiều cường giả như vậy tạm thời bán nó đi để bảo vệ bản thân có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian cho bản thân hơn nếu không bán nó đi thì cả hắn và bắc cảnh sẽ bị nhòm ngó mà quan trọng nhất là hiện giờ, để giới ngục tháp ở bên cạnh cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Đương nhiên, cũng không thể nói là Diệp Huyền đã hoàn toàn từ bỏ món đồ này. Thế nhân đều không biết, không phải người chọn tháp, mà là tháp chọn người. A à Liên liếc nhìn Diệp Huyền, nàng gật đầu. Không cần biết ra sao, ngươi phải cẩn thận vào đấy. Diệp Huyền hỏi, tiền bối định rời đi sao? A à Liên lắc đầu, đợi thêm đã vậy. Diệp Huyền nói, đa tạ. A Liên mỉm cười, nàng không đáp lời, Diệp Huyền cũng không lên tiếng nữa, hắn quay người rời đi. Hiện giờ hắn cần phải nghiên cứu cuốn kiếm kinh này, còn về giới ngục tháp, bây giờ hắn không cần phải lo về nó nữa. A Liên nhìn theo bóng lưng của Diệp Huyền, nàng không nói gì chỉ quay người rời đi. Ở một tinh không xa xôi, cổ kiếm lão giả đang chậm chậm bước đi, tay phải hắn siết chặt giới ngục tháp, không biết đã đi được bao lâu, lão giả bỗng nhiên dừng lại lão già nhìn giới ngục tháp trong tay trông bên ngoài thì nó chẳng có gì xuất chúng chỉ là một kết tháp bình thường mà thôi thế nhưng lúc này lão già lại cảm nhận được một mối nguy hiểm nguy hiểm đây chính là cảm nhận của hắn ta lão già trao mày đúng lúc ấy hắn ta bỗng nhìn về phía bên phải ở đó có một nữ tử đang bước đến người này chính là viên tiểu đao lão già nhìn viên tiểu đao nói sao nào người cũng muốn tranh giành nó sao? viên tiểu đao mỉm cười kiếm tôn, kiếm đạo của ngươi đã đạt đến tạo cực cảnh đỉnh phong, cớ sao ngươi lại để thứ đồ này phá hoại kiếm đạo của mình." Lão giả đáp, "Đao đạo của các hạ cũng đạt tạo cực cảnh đăng phong, tại sao ngươi cũng để ý đến thứ đồ này?" Viên tiểu đao mỉm cười, "Chẳng lẽ các hạ thực sự cho rằng Diệp Huyền cam tâm tình nguyện giao thứ đồ này ra sao?" Lão giả nói, "Hiện giờ nó đang nằm trong tay ta." Viên tiểu đao nhìn hắn ta, hồi lâu sau mới bật cười, đi thong thả Lão già không nhìn nàng nữa, sau đó tiếp tục đi. Sau khi lão già rời đi, một nam tử mặc áo bào trắng xuất hiện phía sau viên tiểu đao. Trên hồng nam tử ấy có một thanh trường kiếm. Bạch y nam tử nói, ngươi và ta hoàn toàn có thể đánh bại được hắn ta. Viên tiểu đao lắc đầu, không cần thiết phải vậy. Bạch y nam tử trao mày, tại sao? Viên tiểu đao nói, bởi vì có vấn đề. Bạch y nam tử trầm giọng nói, ngươi vẫn còn đang lo lắng về diệp huyền kia sao? Viên tiểu đao gật đầu. Người này không hề đơn giản. Hắn có thể chủ động giao giới ngục tháp ra thì chắc chắn bên trong đó có vấn đề gì. Nếu như lúc này chúng ta sở hữu giới ngục tháp thì thể nào cũng có rất nhiều kẻ địch. Bạch y nam tử nói. Nhưng chúng ta cứ từ bỏ như vậy sao? Viên tiểu đao quay đầu nhìn hắn ta. Người nói lắm như vậy để làm gì? Nói đoạn nàng quay người rồi biến mất. Bạch y nam tử kia trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng biến mất. Bắc cảnh lúc này diệp huyền đang nghiên cứu kiếm kinh không thể không nói cuốn kiếm kinh này thực sự khiến hắn phải chấn động kiếm kinh bên trong còn có một điều khiến hắn ngạc nhiên vô cùng đó chính là lý giải về kiếm đạo của vô số kiếm tu cực kỳ tường tận luôn diệp huyền càng đọc càng say mê nhắm mắt làm liều chắc chắn không được rồi hiện giờ việc quan trọng là hắn phải học tập học tập kiếm đạo của người khác một cách nghiêm túc chỉ có như vậy thì hắn mới tiến bộ được nếu như trình độ kiếm đạo của hắn tăng lên thì việc đối phó với viên tiểu đao sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn trên chân cảnh là minh cảnh minh ở đây là chỉ hiểu lòng mình hiểu vạn vật hiểu mọi thứ thực ra đó chính là kiếm tâm thông minh chỉ có điều kiếm tâm thông minh không chỉ đơn giản là tâm của mình mà còn là kiếm đạo của mình nữa khi thông suốt được tất cả những điều này thì sẽ lý giải được hoàn toàn về kiếm đạo của mình, đây chính là Minh. Hiện giờ Diệp Huyền cần phải làm rõ, Minh mà cuốn kiếm kinh này vừa hay có thể giúp đỡ hắn, bởi lẽ hắn có thể rút kinh nghiệm từ cuốn kiếm kinh này để làm giàu cho kiếm đạo của mình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếp đó Diệp Huyền chỉ ở trong phòng của mình, ở một tinh không xa xôi, cổ kiếm lão giả vẫn đang chậm chậm bước đi tốc độ đi của hắn ta vẫn chậm như vậy bởi lẽ có người đang âm thầm đi theo hắn ta không biết đã đi được bao lâu lão giả dừng lại hắn ta nhìn giới ngục tháp trong tay hiện giờ nó không có dấu hiệu bất thường gì nhưng trong lòng lão giả thì đang ngày càng bất an nguy hiểm khi cầm thứ đồ này hắn ta càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm sao lại nguy hiểm chứ lão già trao mày hắn ta trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng giải phóng kiếm ý của mình luồng kiếm ý của hắn ta lập tức bao vây lấy giới ngục tháp giới ngục tháp bắt đầu chấn động trong chớp mắt kiếm ý xung quanh nó bỗng biến mất trông thấy cảnh tượng ấy cổ kiếm lão giả lại càng trao chặt mày hơn hắn ta nhìn chằm chằm vào giới ngục tháp rất lâu cuối cùng trầm giọng nói người cô linh trí lão phu không cần gì chỉ cần kiếm đạo tiến bộ, chỉ cần ngươi có thể giúp kiếm đạo của lão phu tiến bộ thì lão phu sẽ cho ngươi tự do. Giới ngục tháp không có phản ứng gì cả. Lão già đang định lên tiếng tiếp thì đúng lúc ấy, không gian phía trước hắn ta bỗng dao động, rất nhanh sau đó, một nữ tử bước ra, Viên Tiểu Đao. Lão già nhìn Viên Tiểu Đao nói: "Sao?" Viên Tiểu Đao mỉm cười, kiếm tôn, cho ngươi một lời cảnh cáo từ trước đến nay ngươi luôn luôn độc lai like, độc vãng mà thứ đồ này e là ngươi không đủ khả năng sở hữu rồi lão già nói không phiền các hạ quan tâm viên tiểu đao bật cười ha hả kiếm tôn hình như ngươi đã quên một chuyện đó chính là diệp huyền có thể kiểm soát giới ngục tháp tại sao ngươi không tìm hắn ta mà học cách kiểm soát nó nghe vậy lão già nhíu mày suýt chút nữa thì hắn ta quên mất chuyện này kiếm tôn quay người rời đi ở phía sau hắn viên tiểu đao nhếch miệng cười nụ cười của nàng sán lạn vô cùng đúng lúc ấy hình như nàng nhớ ra điều gì đó sắc mặt bỗng thay đổi không hay rồi nói đoạn viên tiểu đao trực tiếp biến mất luôn bắc cảnh kiếm tôn vừa mới tới bắc cảnh thì a liên đã xuất hiện trước mặt hắn ta trông thấy a liên ánh mắt của kiếm tôn bỗng tối đi a liên hỏi có chuyện gì sao kiếm tôn gật đầu ta muốn thỉnh giáo một chút làm sao để khống chế giới ngục tháp a liên đang định nói thì diệp huyền bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng nàng liếc mắt nhìn hắn sao thế diệp huyền mỉm cười để ta nói chuyện với vị tiền bối này hắn nhìn về phía kiếm tôn tiền bối muốn khống chế giới ngục tháp sau kiếm tôn gật đầu diệp huyền khẽ mỉm cười hắn nói tiền bối chúng ta đổi sang nơi khác nói chuyện đi kiếm tôn gật đầu được hai người bèn tới một tiểu viện diệp huyền giơ tay làm động tác mời mời tiền bối kiếm tôn ngồi xuống hắn ta liếc nhìn diệp huyền diệp huyền mỉm cười tiền bối ta cũng không muốn đùa giỡn ngươi làm gì ta không có cách khống chế giới ngục tháp kiếm tôn nhìn diệp huyền hắn ta không lên tiếng diệp huyền lại nói bởi vì ta không có cách kiểm soát giới ngục tháp thật sự nếu như có thể thì ta đã đem nó tới ngũ duy từ lâu rồi có điều nói tới đây hắn lại liếc nhìn kiếm tôn ta có thể đưa tiền bối vào trong tháp kiếm tôn hỏi vào trong tháp sao Diệp Huyền gật đầu, "Ta có thể đưa tiền bối vào trong xem, còn về khống chế tháp thì chắc tiền bối cũng biết, tháp này hữu linh, nó có công nhận một người hay không, còn phụ thuộc vào bản thân nó." Kiếm Tôn gật đầu, "Đưa ta vào xem sao đi." Diệp Huyền duỗi tay, Kiếm Tôn cũng không chần chừ, trực tiếp đưa giới ngục tháp cho hắn. Diệp Huyền cầm lấy giới ngục tháp, tiếp đó hắn đưa theo Kiếm Tôn tiến vào bên trong. Lúc này bên trong giới ngục tháp trông không bởi vì Tiểu Linh Nhi, Liên Thiển và những người khác đều đã bị hắn cho ra ngoài. Trông thấy diện mạo thực sự của giới ngục tháp, kiếm tôn lập tức sững sờ, hắn ta chấn động. Dù hắn ta là một cường giả nhưng khi trông thấy diện mạo thực sự của giới ngục tháp vẫn không thể không ngạc nhiên. Ngũ Duy Trí bảo, Diệp Huyền đứng bên cạnh kiếm tôn nói, tiền bối tháp này có 9 tầng, hiện giờ tầng thứ 8 và tầng thứ 9 không thể tới những tầng còn lại thì có thể có điều bên trong trống rỗng cả. Kiếm Tôn nhìn Diệp Huyền, tầng thứ 8 và tầng thứ 9 có người sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Kiếm Tôn hỏi, người nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Nói đoạn, hắn lại kể về lai lịch của giới ngục tháp cho Kiếm Tôn, Diệp Huyền cũng không giấu giếm gì cả, có điều hắn chỉ không nói hết mà thôi. Một lát sau, Kiếm Tôn ngẩng đầu nói, ta cảm giác được sự nguy hiểm Chắc là từ tầng thứ 8 hoặc tầng thứ 9 rồi. Diệp Huyền cười. Đúng vậy, trong này cực kỳ nguy hiểm. Kiếm tôn nhìn theo Diệp Huyền. Hắn ta đang định nói thì ngay lúc ấy đột nhiên hắn ta lại biến mất. Giây tiếp theo, hắn ta đã tới trên đỉnh tháp. Khi nhìn thấy hai thanh kiếm trên đỉnh tháp, đồng từ của hắn ta co lại. Phàm kiếm. Phàm kiếm. Diệp Huyền có hơi bất ngờ. Hắn không ngờ kiếm tôn lại nhìn ra phàm kiếm. Phàm kiếm đây là cảnh giới kiếm đạo cao nhất hiện giờ kiếm tôn đột nhiên hỏi diệp huyền chủ nhân của hai thanh kiếm này đang ở đâu diệp huyền lắc đầu không biết nữa kiếm tôn trao mày sao ngươi lại không biết diệp huyền nói tạm thời không biết có điều bọn họ sẽ xuất hiện kiếm tôn hỏi tại sao diệp huyền mỉm cười bởi vì cường già thần bí phía sau ta là chủ nhân của kiếm này nghe vậy kiếm tôn chừng lớn mắt người kiếm đạo của ngươi là do bọn họ dạy sao diệp huyền gật đầu kiếm tôn nói chẳng trách ngươi còn trẻ tuổi mà đã có trình độ kiếm đạo như vậy rồi hóa ra phía sau ngươi còn có cao nhân nữ tử váy trắng diệp huyền trầm mặc không cần biết là nữ tử váy trắng hay là thanh nhi hắn thấy hơi nhớ bọn họ rồi nữ tử váy trắng còn đỡ thỉnh thoảng còn có cơ hội gặp mặt còn thanh nhi lúc này kiếm tôn bỗng nói ta chưa từng nghĩ người phía sau ngươi lại là kiếm tu đã đạt đến phàm kiếm nói đoạn hắn lắc đầu thần điện đúng là quá ngu xuẩn có điều chúng ta đều ngu xuẩn cường giả cấp phàm kiếm hắn ta rất rõ ràng cường giả cấp phàm kiếm kinh khủng cỡ nào. Với một cường giả cấp phàm kiếm mà nói thì những kẻ dưới phàm kiếm đều như con kiến. Không cần biết là thần điện hay là hắn ta hoặc là những cường giả khác ở lưỡng giới thiên khi đứng trước mặt cường giả phàm kiếm đều chỉ như một con kiến bé nhỏ. Lúc này hắn ta mới hiểu tại sao Diệp Huyền lại có thể sống đến tận bây giờ. Kiếm tôn nhìn hai thanh kiếm kia rồi nói, ta muốn ở lại nơi này diệp huyền nhìn hắn ta ngạc nhiên hỏi tiền bối người kiếm tôn nói đây là lần đầu tiên ta được gần phàm kiếm như thế ta không muốn rời xa nó diệp huyền tháp này kiếm tôn nói với ta tháp này chẳng có ý nghĩa gì cả người giữ lại đi diệp huyền kiếm tôn đi tới trước mặt hai thanh kiếm và nhìn chúng ánh mắt dần dần trở nên si mê Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi hắn cũng không làm phiền kiếm tôn nữa, chỉ lui xa. Bên ngoài giới ngục tháp, Diệp Huyền tay sách cái tháp mà cạn lời, vòng đi vòng lại, cuối cùng nó vẫn về tay hắn. Giới ngục tháp rung lên một chút như đang muốn nói gì đó với hắn. Diệp Huyền bật cười, có lẽ đây chính là duyên phận. Hắn cất giới ngục tháp đi, đang chuẩn bị rời đi thì lại chợt ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một nữ tử đang đi đến, viên tiểu đào phía sau viên tiểu đao còn có một bạch y nam tử. Diệp Huyền xuất hiện trước mặt viên tiểu đao, hắn mỉm cười. Xin chào viên cô nương. Viên tiểu đao nhìn Diệp Huyền, kiếm tôn đâu? Kiếm tôn sao? Diệp Huyền nhìn về phía không xa. Hắn ta vừa mới đi, chưa được bao lâu. Viên tiểu đao trao mày, vừa mới đi sao? Diệp Huyền gật đầu, bàn nãy kiếm tôn tiền bối tới tìm ta, thỉnh giáo cách khống chế giới ngục tháp. Ta nói cho hắn ta biết xong thì hắn ta đi rồi. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía không xa. Giờ các ngươi đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Viên tiểu đao nhìn Diệp Huyền nhưng không lên tiếng. Diệp Huyền trao mày. Sao? Viên cô nương không tin ta sao? Viên tiểu đao nói. Ta có tin ngươi bao giờ đâu. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Ta cần gì phải lừa ngươi chứ? Nói tới đây, hắn bỗng ngừng lại rồi bảo. Viên cô nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng, giờ kiếm tôn tiền bối đang không thể khống chế hoàn toàn giới ngục tháp, đợi sau khi hắn ta có thể khống chế hoàn toàn thì thần điện các ngươi muốn có được cái tháp này càng khó hơn đấy." Viên tiểu đao chừng mắt, "Ngươi nói cho hắn ta cách khống chế thật rồi sao?" Diệp Huyền gật đầu, "Đúng vậy." Viên tiểu đao đột nhiên gào lên, "Ngươi là heo sao?" Diệp Huyền nghiêm túc nói, "Đang nói chuyện yên lành cơ mà, ngươi đừng có mà chửi người." Viên tiểu đao phẫn nộ diệp huyền sao ngươi hèn thế hắn ta muốn cái gì ngươi cho luôn sao ngươi là kiếm tu cơ mà kiếm tu các ngươi chẳng phải rất ngoan cường hay sao sao ngươi lại nhát thế diệp huyền nói ta không đánh lại được hắn ta viên tiểu đao tức giận nhìn diệp huyền ngươi còn không đánh lại được ta đây này sao ngươi không đưa nó cho ta diệp huyền nói ta đã từng hỏi ngươi rồi lúc đó ngươi bảo không cần còn gì ngươi viên tiểu đao nhìn chằm chằm diệp huyền giờ này nàng ta vô cùng tức giận Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, viên cô nương, ngươi thực sự không đuổi theo hắn ta sao? Để hắn ta khống chế được giới ngục tháp này thì ta dám chắc chắn rằng thần điện các ngươi sẽ không còn là đối thủ của kiếm tiên tiền bối nữa đâu. Viên tiểu đao lạnh lùng nhìn hắn, trước kia ta còn tưởng ngươi thế nào, giờ ta thấy ngươi đúng là một tên nhát gan. Nói đoạn, nàng và bạch y nam tử bèn biến mất diệp huyền nhún vai rồi cũng rời đi sau khi diệp huyền về trong giới ngục tháp hắn trực tiếp đi tìm kiếm tôn hắn muốn thỉnh giáo cuốn kiếm kinh kia hắn đã học rất nhiều lần nhưng về kiếm đạo thì vẫn còn nhiều thắc mắc ban nãy hắn còn đang sầu vì không có ai giải đáp cho mình ai rè kiếm tôn lại trở lại không những trở lại mà còn trả lại giới ngục tháp cho hắn đúng là một chuyện nằm ngoài dự liệu của diệp huyền với những câu hỏi của hắn, kiếm tôn cũng không từ chối. Hắn ta nói hết và chỉ điểm cho Diệp Huyền nhiều thứ. Dưới sự chỉ điểm của hắn ta, tu vi của Diệp Huyền tăng lên nhanh chóng. Ở một tinh không xa xôi, viên tiểu đào và bạch y nam tử đi mấy tinh vực rồi, nhưng vẫn không tìm thấy kiếm tôn đâu. Viên tiểu đào dừng lại, nàng quét mắt nhìn xung quanh rồi trao mày, không thể nào. Bạch y nam tử trầm giọng nói, hắn ta không thể chạy nhanh như vậy được, Viên tiểu đao nói, tên Diệp huyền kia đã lừa chúng ta sao? Bạch y nam tử lắc đầu. Vấn đề là hắn lừa chúng ta để làm gì? Viên tiểu đao nhìn về phía bắc cảnh. Có hai khả năng. Một là kiếm tôn đã ẩn thân. Hai là kiếm tôn không hề rời khỏi bắc cảnh. Nếu không rời khỏi bắc cảnh, thì hắn ta đi đâu được cơ chứ? Hơn nữa, hắn ta không có lý do gì để ở lại bắc cảnh cả. Bạch y nam tử nói, sợ là tên Diệp huyền kia đã biết gì đó. Diệp huyền nhắc đến cái tên này là mặt của viên tiểu đao lại lạnh như băng cái tên tiện nhân này bạch y nam tử nhìn viên tiểu đao dạo này tâm cảnh của ngươi hình như có vấn đề viên tiểu đao nói về bắc cảnh nói đoạn nàng bèn biến mất bạch y nam tử trầm mặc trong chốc lát rồi cũng biến mất theo bắc cảnh viên tiểu đao và bạch y nam tử vừa về tới bắc cảnh thì a liên đã xuất hiện trước mặt hai người a liên mỉm cười sao các ngươi lại quay lại đây Viên tiểu đao nói, Diệp Huyền đâu? A à Liên đáp, hắn đang bận. Viên tiểu đao trầm giọng nói, bảo hắn ta ra đây. A à Liên chỉ cười, viên cô nương, hình như ngươi rất thích đối đầu với hắn thì phải. Viên tiểu đao đang định nói gì đó thì bỗng phía không xa, truyền đến một giọng nói, viên cô nương tìm ta sau. Viên tiểu đao liếc nhìn, ở đó có một nam tử đang bước tới, người đó chính là Diệp Huyền. Viên tiểu đao đang định nói thì sắc mặt nàng bỗng thay đổi. Ngươi, kiếm đạo minh cảnh người gây gian lận đây sao hả lúc này viên tiểu đao thật sự muốn phát điên lên mới có bao lâu không gặp mà tên này lại đột phá nữa rồi hơn nữa cảnh giới kiếm đạo của hắn còn đạt đến minh cảnh luôn dù gian lận thì cũng không thể điên cuồng như vậy bạch y nam tử phía sau viên tiểu đao cũng tái mặt hắn ta thực sự không ngờ diệp huyền lại đạt đến minh cảnh chỉ trong vòng một thời gian ngắn đến như vậy điều này quá vô lý diệp huyền khẽ mỉm cười mới uống được ngụm nước ngộ ra nhiều điều nên đột phá thôi nghe vậy viên tiểu đao suýt chút nữa thì phát điên lên uống ngụm nước sao? uống ngụm nước xong là đột phá ư ừ. viên tiểu đao nhìn chằm chằm vào diệp huyền trong mắt nàng là sát ý không hề che giấu diệp huyền này quá ngông cuồng cứ với cái đàn này thì ai đấu lại được hắn nữa diệp huyền mỉm cười viên cô nương có tìm được kiếm tôn tiền bối không viên tiểu đao lạnh lùng nói diệp huyền rốt cuộc kiếm tôn có rời khỏi bắc cành không diệp huyền trao mày hắn thắc mắc đương nhiên là đã rời khỏi bắc cành rồi chứ không hắn ta ở lại đây để làm gì ta với hắn ta cũng có quen thân gì đâu viên tiểu đao nhìn chằm chằm diệp huyền còn diệp huyền thì tỏ vẻ vô tội một lát sau viên tiểu đao lắc đầu nói diệp huyền rốt cuộc ngươi đang giờ trò quỷ gì vậy diệp huyền trầm giọng nói viên cô nương có đang hiểu lầm gì ta không thế? Diệp Huyền ta là một người ngay thẳng chính trực. Mỗi một câu ta nói ra đều phải suy nghĩ đến lương tâm của mình đấy. Vị kiếm tôn tiền bối kia không ở bắc cảnh. Viên tiểu đào nhìn về phía Diệp Huyền. Thế thì hắn ta ở đâu? Diệp Huyền mỉm cười. Cái này thì ta không biết. Có điều ta có một kiến nghị nho nhỏ. Viên tiểu đào nói. Nói đi. Diệp Huyền bảo. Viên cô nương, người cứ nghĩ mà xem, với thực lực này của ta, sau khi có được cái tháp kia thì có thể miễn cưỡng qua được vài chiêu với người. Mà giờ cái tháp kia đã rơi vào tay kiếm tôn tiền bối. Người nghĩ mà xem, kiếm tôn tiền bối là một nhân vật tầm cỡ nào chứ? Một khi hắn ta thực sự khống chế được cái tháp, Tới khi ấy, hắn ta sẽ thống nhất tứ duy vũ trụ, còn thần điện các ngươi e là sẽ mãi mãi vô duyên với cái tháp này. Thế nên ta kiến nghị các ngươi mau chóng đuổi theo đi, nhân cơ hội hắn ta chưa hoàn toàn khống chế được cái tháp mà đoạt cái tháp về. Bằng không thì ngươi hãy ngoan ngoãn trở về thần điện của ngươi đi. Viên tiểu đao nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền lại mỉm cười. Viên cô nương, hiện giờ ta đã không còn ngũ duy trí bảo nữa rồi. Sao người cứ nhầm vào ta mãi thế? chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không?" Một lát sau, Viên Tiểu Đao bèn quay người rời đi. Rất nhanh sau đó, hai người bọn họ biến mất giữa không trung. Lúc này có một giọng nói truyền đến, "Diệp Huyền." Là giọng của Viên Tiểu Đao. Diệp Huyền nhìn về phía xa, tuy nhiên Viên Tiểu Đao lại chẳng nói gì nữa. Diệp Huyền trầm ngâm trong chốc lát, rồi quay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 137 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.